Chào cả nhà. Giờ là mới ngủ thức dậy cả nhà ơi. Giờ là mình đang ở dưới quê á. Nên bây giờ bữa nay là chủ nhật á. Nên chuẩn bị đi vào chơi hai đứa tớ. Với ít dao, rồi kho thịt nữa. Chuẩn bị đem về nhà ăn nha cả nhà. Ngày mai mình còn phải đi làm nữa. Cuối tuần mình mới về đây thôi. Cuối tuần mới về đây chơi thôi. Giờ cả nhà đi theo mình đi hái ít dao đi với mình nha. Nhìn ớt ở ngoài kia kìa, cho cả nhà xem nha. Ớt nè, có mấy cái ớt mà thằng nào cũng khoe hết, thằng nào cũng khoe ớt hết, mà ớt nó không có chín nổi cả nhà ơi. Giờ trời đang lạnh đó, nó chín không nổi luôn. Được hai bụi quế mà quế nó cũng lên không nổi nữa, không muốn hồi. Rồi mình hái rau muống mình xào nha cả nhà. Bên kia là xà lách kìa. Xà lách tốt chưa? Xà lách tốt có biết chưa? Xà lách nó như cây bông hồng vậy đó cả nhà. Rất hợp ít tốt cho chế ớt nha. Hai chế ớt luộc kho thịt. Hai chế ớt luộc kho thịt cả nhà. Cái ông cặp bên đó có, ông về tới quê cả nhà ơi. Giờ tranh thủ rồi. Chứ ông thấy mình vừa quay vừa nói chuyện ông tưởng như con khùng vậy đó. Nhớ này sao tôi cầm điện thoại mới nói chuyện của mình lên đó, cũng ngại nè. Được mấy trái này nè, bây giờ vô kho thịt nha cả nhà. Hôm nay cải bự hết tiết luôn. Cải cũng bự, củ cải trắng cũng bự mà. Bắp cải hôm nay em bự cái nè. Nhìn bàn tay mình với cái bắp cải bự khủng khiếp chưa. Giờ hái cà nha cả nhà. Cà nè, chồng mình nó thích ăn, em hái đem vô làm cho nó ăn. Mà nó làm cái cà này, cà này nó bị chai hay sao á. Nè cả nhà nhìn cái trái cà nè, nó nhỏ nó ngon ha. Nhưng mà tao thấy nó cứng cứng, làm như nó bị chai hay sao á. Nhìn cái này cũng được nè. Thấy nó bị chai, nó bị sụp. Để đây đi. Nó bị gì á cả nhà ơi. Cái ông cặp nó. Annyeonghaseyo. Cái ông dưới quê không hay được chơi, đi làm nè. Ông chạy túi với kìa. Nhìn cảnh dưới quê. Bình yên ha cả nhà ha. Tuần nào mình cũng về hết. Cuối tuần á, thứ bảy chủ nhật. Cái này cũng không ngon. Hai trái nhỏ này, trái nhỏ cũng ngon. Hết mùa nó hết ngon. Hái được nhiêu rồi? Giờ vô lấy gỗ. Lấy được cây gỗ rồi, giờ đem cà luôn cả nhà. Bữa hôm á, em bị gì không biết nữa, không ăn không uống. Mình về á, là nó quấn nó nghe xe chạy, nó quấn vậy. Mà bữa hôm về á, xe chạy cái nó không
Tôi đi. Con đang gà. Gà ngày nào cũng có để trứng. Ngày đến 5-6 trứng nè. Nhìn nó mập mà nó đi không nổi luôn. Mập nó đi không nổi luôn cả nhà. Bỏ cày vô. Đem về nhà. Đi vô nha cả nhà. Kiếm ít. Xào được dĩa thôi mà cũng không có. Chắc nhổ bỏ quá. Cả nhà nhìn nè. Ông hàng xóm á, ông mới đem hồng qua ông cho đó. Cái ông mà nãy ông chạy xe ngang đó, mình chào ông đó. Ông hái qua ông cho nè. Ông đi hái hồng đó. Ông ghé qua ông cho được con gỗ nè. Cho trái nào cho nấy chà bá nữa. Ngon hết biết luôn rồi. Cả nhà nhìn trái hồng nó bự chưa? Mình xe bằng tay, bự hơn bằng tay mình đó. Trái bự vậy đó. Bự hết biết chưa? Thịt mình đã ướp xong rồi nha cả nhà. Thịt mình đã ướp xong rồi. Giờ chuẩn bị kho nha cả nhà. Mình ướp hành, tỏi, đường, nước mắm, bột ngọt, đủ hết trong đây nè. Giờ chuẩn bị điện vô lửa mình kho nha. Kho nha. Kho rồi xong cái đem về nhà ăn nha cả nhà. Thịt của mình đã kho xong. Nhìn cũng hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Đấy. Giờ mình vô hộp sẵn hết rồi nè. Đây. Vô hộp sẵn. Đem về nhà, chỉ đem về nhà ăn thôi. Ở đây mình nấu bếp củi á, nên nó ngon lắm. Nấu. Đây cả nhà ơi, bây giờ mình chiên. Mình chiên khoai lang ăn nha. Bột mình chuẩn bị xong rồi. Đây khoai lang mình cắt sẵn rồi, bỏ vào bấm nè. Đó, bấm mình chọn nước bột vào đây nè. Xong, bên đây giờ mình đổ dầu vô chảo nha. Đây là thành quả của mình đây nha cả nhà, ngon chưa, ngon chưa? Tại dưới quê á mình không có cái đồ mà được cái cặn bột á, cho nên nó hơi có chấm chấm đen đen. Thơm ngon, thơm ngon. Ông hàng xóm ông mới đem hồng qua ông cho nữa nè cả nhà, hồng này là hồng giòn nha, hồng này á ăn nó giòn, còn hồng hồi sáng này, cái ông kia ông cho là hồng này nè, là ăn mịt. Chín mềm ăn nó mới ngon nha. Nè. Ông cầm bên á, ông mới đem qua ông cho nữa nè. Giờ chuẩn bị bỏ vô giỏ đem về nhà ăn thôi cả nhà ơi. Chuẩn bị đi về thôi.